Ơi, đang kẹp bẫy rồi mọi người ạ. Chào tất cả mọi người nhé. Thì sáng nay thì vợ chồng em sẽ đi thăm bẫy xong thì vợ chồng em sẽ đi về. Bây giờ thì vợ chồng em sẽ quay lại về lại địa điểm xuất phát bẫy từ ngày hôm qua để thăm bẫy đi, để sẽ không bị lạc bẫy nha mọi người. Lên đến đây thì trời cũng gần sáng rồi mọi người ạ. Xong con rồi. Xì xía nhỉ. Ôi trên có một con chuột kia mọi người. Nó vẫn còn sống kìa. Để em phóng lên cho mọi người xem nhá. Chuột này to lắm nhưng mà không hiểu sao là nó chạy lên đấy mọi người. Nhưng mà bẫy thì không sợp nhá. Ơi, đang kẹp bẫy rồi mọi người ạ. Con chuột trên là đang kẹp bẫy rồi mọi người ơi. Nó đang kéo bẫy chạy rồi. Bắt đi. Được chưa? Chui vào lỗ rồi à? Sao nào? To không? Nó bị kẹp vào đuôi nha mọi người. Đây mọi người. Con chuột bẫy đầu tiên, bẫy này không biết là ở đâu nhỉ? Trên đấy á. Trên đấy hôm qua mình có đặt bẫy đấy à. Con chuột này khá là to mọi người ạ. Thành quả đầu tiên nhỉ. Ui, sắp đứt đuôi rồi. Chuồng cái đêm ấy. Thành quả đầu tiên mọi người. Con chuột này khá là to. Kẹp vào đuôi đây này. Một tí nữa là trượt. Hồi nãy chị chèn cái mảnh này. Hên lằn cái tục nào đùa mấy chứ. Thành quả đầu tiên nha. Là một con khá là to. Lúc nãy em thấy cứ tưởng là chuột này là nó chạy từ đâu ra chứ hóa ra là kẹp phải bẫy. Bây giờ thì tiếp tục là đi thăm các bẫy còn lại nha mọi người. Thực ra cái cây này hôm qua thì em có đặt một bẫy này, nhưng mà ở trên này sập không? Hả? Không sập à? Giòn đi. Đấy, đây, đấy. Chót rồi. Bẫy này là không sập rồi mọi người ạ.
phía trên kia, phía trên kia thì cũng có một bẫy ở chỗ đấy nhá. Bẫy đấy em nghĩ là chắc là cái bẫy lúc nãy mà con chuột nó kéo đi ấy, chắc là bẫy đấy. Mất bẫy rồi à? Đấy, chắc là bẫy kia rồi. Bây giờ thì tiếp tục đi thăm bẫy khác nha mọi người. Bẫy thứ 5 liên tiếp không sập rồi mọi người. Đây là có trúng một con nha mọi người ơi. Này là chuột cá, cũng không to mấy đâu. Chuột đỏ mọi người ạ. Đây là trúng một con còn sống nha mọi người. Con này to lắm. Ui. Con này là chuột thôi. Hai chân luôn. Rụm tồn. Vẫn là nhùa tranh trùng ngài. Tiếp tục đi thăm những bẫy còn lại nhá. Cũng gần hết bẫy rồi mọi người. Bẫy này thì không sập được. Ở bên kia được một con kìa. Đấy. Con này thì khá là to nha mọi người. Hình như phía dưới kia được một con kìa. Xuống xét xem nào. Được một con mọi người ơi. Trắng trắng kìa. Này khá là to nha. Đây nha mọi người. Trên này là có một bẫy nữa đấy nha mọi người. Nốt bẫy này nữa thì chắc cũng hết bẫy rồi mọi người ạ. Sập mọi người ơi, dây căng đét rồi. Sập nhưng mà không trúng này. Trúng toàn lá không thôi mọi người. Con chuột này thì chắc là to lắm rồi. Tổng hết hôm nay thì vợ chồng em đi bẫy được có 9 con thôi mọi người ạ. Hơn 30, gần 40 cái bẫy mà chỉ được có 9 con thôi. Bây giờ thì vợ chồng em sẽ tiếp tục là đi đặt bẫy xong. Đến tầm giờ chiều thì vợ chồng em sẽ đi về nhá. Ngày mai thì vợ chồng em sẽ là tiếp tục là lại lên thăm bẫy. Còn bây giờ thì vợ chồng em sẽ tiếp tục đi đặt bẫy nha mọi người.
Dạ ba. Nhưng lại lên lùi. Đó.